Hey, xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chức năng khá là quen thuộc mà nó có ở hầu hết tất cả các trang web. Ví dụ, các bạn đang thấy tôi đang sử dụng chức năng này ở trên trang Thế Giới Di Động. Thì chức năng này có thể là do máy anh thôi chứ không phải do mạng. Vì là như các bạn thì đối với cảm giác thì nếu mà nội dung của nó quá nhiều khi các bạn scroll không biết phải là do record không chuột xuống các bạn cảm thấy ổn chưa đó, để các bạn duyệt các sản phẩm ở trên trang và một lúc nào đó các bạn muốn là quay trở về cái trang chính mà các bạn không muốn F5 lại trang như thế này đó. Ai chưa join thì join đi nhá, mà các bạn muốn trở về trang top mà không muốn cuộn chuột lên như thế này thì lúc đó ở trên website của chúng ta nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái chức năng, đó là một cái bút có up lên nhé, và các bạn click vào thì nó sẽ scroll chuột về đó. Giả sử khi tôi xuống, anh sẽ có một cái ví dụ về view như thế này, và khi để chúng ta đến một mức nào đó thì nó mới xuất hiện, chúng ta áp dụng thấy chưa đó. Nếu mà mới quận ít thì sẽ không có, khi quận nhiều hơn thì nó sẽ có đó, và khi quận lên thì nó khá là mượt, kiểu như thế này. Thì hôm nay ở video này tôi sẽ demo cho các bạn cách để chúng ta có thể xây dựng cái chức năng back to top này đó, và các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ đơn giản để chúng ta có thể làm được nó. Nó vô cùng đơn giản, chỉ với vài dòng code thôi, nhưng các bạn anh sẽ chạy cái project của mình lên và các bạn không cần phải lấy. Các bạn còn nhớ cách chạy project lên không của jQuery đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng cái chức năng này. Chúng ta sẽ start nó lên, trở lại cái thư mục của tôi, và trong thư mục jQuery tôi sẽ tạo ra bật Laravel lên trước này, bắt đầu top html đó, các bạn nhớ bật Laravel nhá. Và hôm nay chúng ta sẽ dùng cái service MySQL của thằng Laravel đấy. Đó, tôi để tiêu đề là phần nào không hiểu các bạn sẽ hỏi luôn nhé, thống nhất với nhau là như vậy. Đó, sau đó tôi sẽ nhúng phông chữ cho cái trang này, tôi sẽ sử dụng tôi sẽ bật Laravel lên và tôi sử dụng rất đây là CDN. Đó, thì tôi nhấn nó vào như thế này. Up to San Server. Rồi ok. Tạm thời tôi chắc là bật loa đấy. Đó. Bây giờ tôi sẽ tạo ra cái nội dung cho cái trang này để nó có thể xuất hiện cái thanh quận. Tôi sẽ tạo ra thẻ B. Rồi, tạo ra chạy lên đã như thế này. Và sau đó tôi copy nó lên. Chúng ta chạy cái cổng default là 8000 như thế này. Nó hơi chậm thật. Do máy thôi, cái này là do máy thôi. Ok, các bạn thấy là nó sẽ không tìm thấy cái view nào như thế này cả. Thấy là đó, kệ nó đi. Quay trở lại cái phần này. Thanh chúng ta sẽ định nghĩa một cái router để có thể chạy default lên đã. Tôi muốn là cái thanh quận của nó phải nhỏ để chúng ta kéo xuống nó. Quay trở lại đây chúng ta sẽ có phần router. Đó, sau đó tôi sẽ copy toàn bộ. Có router test nhưng mà chưa có view. Nên lần nữa. Đó, sẽ return về một cái gì đó, ví dụ như là chúng ta sẽ chạy lại trang này lên. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ được cái nội dung như thế này. Thì đây là cái nội dung của trang. Bây giờ tôi sẽ đi CDN. Anh giả sử anh có một cái giao diện như thế này. Anh sẽ tìm cái giao diện đó đã. Để chúng ta chờ một chút. Anh tôi sẽ sử dụng một cái giao diện cái để nói về việc chia layout. Mình chỉ có mắc với thôi. Mắc với của body tôi sẽ để là chúng ta sẽ dựng một cái đây. Đó, thì nội dung nó sẽ ra trong view này, anh sẽ tạo ra một cái layout để phong chữ cho nó layout như thế này, và layout này anh để tên là master layout. Đó, cao hơn một chút đi, 18 đi. Đó sẽ là master layout và tôi sẽ
để cái phông chữ này nó chính là phông family. Phông family ở đây tôi sẽ để là awesome như thế này. Đây là master.blade.php. Phông đó awesome. Thì tôi sẽ thì chúng ta sẽ có được cái thư mục layout này. Cái chạy này. Và anh giả sử ở đây. Đó, thì các bạn thấy là phông chữ nó cũng sẽ thay đổi theo như thế này. Nếu các bạn đẹp. Anh quay vào cái router backend này. Đó, và như vậy. Thì các bạn thấy rõ ràng. Nhưng giả sử anh có một cái router web tên là Dashboard. Bây giờ vấn đề của tôi, trước khi làm tôi sẽ để thêm một cái để tiêu đề với cái controller anh để là Dashboard. Router này kích vào và thì đồng nghĩa với việc là anh sẽ phải tạo ra một cái controller này, tạo ra một cái thẻ A như thế này. A thì có ID, ví dụ tôi để là bạch tù top đó, thì tôi sẽ đi CDS cho cái này. Thẻ A của tôi sẽ CDS nó như sau: display. Tôi để lại inline block. Được. Và anh sẽ tạo ra controller này để nó có cái màu như thế này. 9800. Đó. Anh sẽ tạo nó nằm trong thư mục backend. Tôi sẽ để là 50 pixel. Như thế này. Tách cái file cho để là center. Đó. Mở lên kia tôi sẽ để là thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có trong backend. Anh xóa tạm xóa cái này đi. Position tôi sẽ để là fix. Trong backend này anh sẽ tạo ra file index xuống view cuối cùng và nó sẽ cách bốt tầm index khoảng 30 pixel và nó sẽ view 30 pixel. Đó, tiếp theo tôi thì anh sẽ có backend và anh có thư mục index như thế này. Transition post là 0.3 giây. Transport.blade ấn PNP. Đó. Và anh sẽ load vào thôi. Thì đường dẫn ở đây nó sẽ là backend. Tôi sẽ để là 0.5 giây. Backend phải chấm Transport Visibility. Visibility chấm index như thế này. Opacity tôi thì anh sẽ tạo ra trong index này, anh sẽ tạo ra chưa để cái này một file index.blade.php là nó visibility index index.blade.php như thế này. Tạo thể được comment lại để các bạn nhìn thấy nó đã set index đó. Anh chạy cái router của anh lên, nó sẽ là backend như thế này. Chạy ra đây thì các bạn sẽ thấy có nội dung như thế này. Folder nó sẽ là có cái post là top thì tôi sẽ xử lý nó như thế này. Anh làm như này mặc dù là cái layout nó đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ là chính là những cái thực tế các bạn làm đấy nhá. Chỉ cần là một chấm cái router chúng ta sẽ là đặt post. Cái này chúng ta sẽ bỏ, chúng ta để mặc định như này. Thì có nghĩa là chỉ cần khi chạy với cái router prefix là admin thì nó sẽ chạy thẳng vào controller dashboard này. Tôi chính là cái bảng điều khiển ở trong thằng backend chúng ta hay nhìn thấy ấy. Đó. Đây vẫn có phông sẽ chạy awesome. Anh sẽ bỏ này đi, chúng ta chạy như này. Phông family là awesome. Đang báo lỗi là dashboard controller chưa tìm thấy. Và tôi sẽ định nghĩa phông original. À rồi. Tại vì là các bạn biết vì sao không? Phông style. Các bạn biết vì sao nó không hiểu cái này không? Tôi sẽ để là normal. Phông size. Các mình có biết vì sao không? Tôi sẽ để khoảng 2e. Có biết vì sao mà nó tôi sẽ nó báo cái lỗi này không? Nó
Dashboard controller not found này. Màu trắng, đây này. Chạy lên. Mặc dù router của chúng ta đây đã khai báo rồi, thì các bạn biết là đúng rồi đấy, trong Laravel ấy, trong Laravel nó controller nó chỉ hiểu đến đây thôi, có nghĩa là sau controller nó sẽ là file controller luôn, nó sẽ là file controller. Thế nên là khi mà các bạn muốn định nghĩa router đến cái file controller đó, tôi sẽ ẩn nó đi trong web này này, nó ẩn nó đi. Đây là này đây. Thì các bạn phải khai báo cái namespace này. Khi mà chúng ta đưa cái thành quận đó thì sẽ phải khai báo namespace cho cái cả cái group router này sẽ phải xuất hiện. Thì chúng ta sẽ thêm một cái là namespace đây như thế này. Thì nó xuất hiện như thế nào? Thì tôi sẽ để một cái namespace như thế này. Tôi sẽ lúc này tôi sẽ dùng. Khi mà các bạn muốn tổ chức code thành các phần khác nhau, ví dụ backend, frontend, chúng ta sẽ phải làm gì? Mà muốn code của backend và frontend nó nằm ở các controller khác nhau á, nó nằm ở các thư mục khác nhau á, thì khi khai báo router các bạn sẽ phải khai báo namespace đúng theo cái order này. Khai báo sẽ là ok chưa? Đó, các bạn phải khai báo như vậy. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi bút code gcarry. Thì chúng ta sẽ được để viết được code gcarry, các bạn phải khai báo cú pháp này. Đó là function. Đây là những phần này. Đó. Như thế này là các bạn bắt đầu viết được các dòng code của gcarry ở đây. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta chạy backend lên này, để xử lý được cái việc là khi mà người dùng quận cái thanh quận namespace thì nó sẽ xuất hiện cái bút tầm này. À, anh viết bị sai chữ namespace, chúng ta sẽ phải bắt cái event mà người dùng quận cái thanh quận này. Thì tôi sẽ bắt nó như sau. Đó là namespace bị sai. Đó, thì lúc này nó đã load được cái layout của chúng ta lên. Cái hình đó bạn nhìn thấy chưa? Quận cái thanh quận. Sau khi nó load lên rồi thì chúng ta sẽ xử lý tiếp. Thì các bạn thấy là nó đang load cái folder chạy lên để các bạn thấy. Dashboard index này. Đấy, đây cái quẩy chúng ta có thể nhìn rõ hơn này. Đó. Thì các bạn thấy là nó đã nhận. Anh sẽ đi chậm đấy nhá. Tôi là tôi phải xác định ra được cái chiều cao vùng panel. Cái chiều cao đó của cái ok chưa, khoảng cách. Và anh giả sử là anh có cái admin như thế này, thằng top ấy, margin top lúc này nó sẽ là bao nhiêu. Chúng ta đang có một cái master layout nằm ngoài này top. Đó, bao nhiêu thì để xác định được cái đủ đây. Anh giả sử anh có một cái admin từ cái map, giả sử đây là cái giao diện admin của các bạn này, với top chính là với thằng này map trên cùng này, đây này. Nó sẽ có các phần đơn giản như thế này, khoảng cách này. Thì trong Java Suite nó có một cái cú pháp là đô la window chấm scroll top. MS đây. Ơi, MS đây. Cái gì cơ? Chạy vào đây. Em chỉ là người, em cũng cài rồi mày anh rồi. Khoảng cách này thì các bạn em đang bảo anh hay là bảo bạn nào đấy? Đây khi tôi quẩn chuột đây. Anh giả sử anh sẽ có cái layout như thế này. Đó, chạy lên này. Đó. Thì các bạn thấy khoảng cách của nó tăng dần khi chúng ta kéo xuống. Và chúng ta sẽ sử dụng này. Chúng ta muốn là khi mà khoảng cách nó khoảng lớn hơn khoảng bao nhiêu? Lớn hơn khoảng 400 thì chúng ta bắt đầu thực hiện công việc là hiển thị cái button back to top này, này. Đây, giống như thế này. Đó, thì có khoảng cách từ đây đến đây như này nó mới hiển thị. Thì chúng ta sẽ tạo một cái layout đơn giản để các bạn nhìn được hiển thị, các bạn nhìn thấy nó là to top. Thì lúc này chúng ta sẽ gọi, anh sẽ có một cái là ID layout như thế này. Thì ID có class là back to top. Tôi sẽ gọi lên cái ID này theo cú pháp selector của jQuery thì nó sẽ như thế này. Và tôi chấm S class, tôi để là sâu
bánh tủ tớ. Đó, tôi add the last. Như vậy. Kiểu như vậy. Trái lại, nếu mà nó nhỏ hơn 400 thì tôi lại remove cái class đó đi. Đây. Thì tôi rồi, sẽ có remove class. Remove class. Đây. Lúc này tôi chạy lên này. Đó. Vậy thì cái class mà tôi add vào trong cái button này thì tôi sẽ phải định nghĩa CSS cho nó, cho cái class. Để chạy lên đây. Thì ở trên này. Thì khái niệm đầu tiên trong cái bullet mà anh muốn nói đến đó chính là kế thừa. Kế thừa layout trong bullet nó sẽ dùng cái khái niệm đó với cái key là extend. Tôi sẽ như thế này. Đó, có nghĩa là hiển thị ra đây. Đây, tôi chạy lên này. Đây. Extend ở trong đây sẽ là đường dẫn của layout mà chúng ta kế thừa. Ta sẽ gọi là master layout đi. Hiểu. Ok chưa? Và cú pháp của nó sẽ như thế này. Có lỗi gì không? Đó. Thì các bạn quay trở lại cái phần của chúng ta này. Có class. Quay trở lại cái phần admin. Chúng ta đang load cái layout ở trong thằng backend dashboard index. Chia layout thì đúng hơn. Thì thẻ A. Khái niệm này gọi là chia layout. Thì các bạn thấy là ở trong thằng index. Trong thằng index này này, cái layout của nó đang là như thế này, anh sẽ xóa đi. Và khi mà anh xóa đi và chạy lên ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó trắng tinh như này, không có gì cả. Đó. Và nó sẽ sử dụng cái extend để kế thừa layout. Thì cái hàm extend này nó giống như hàm view. Giống như hàm view nhé. Và nó tương đương với hàm include. Xử lý lại. Thực chất bản chất là thằng PP nó xử lý nó giống như mấy cái hàm này là package include và require. Sau đó tôi sẽ chạy lên của PP ấy. Hiểu không? Để nó kéo cái file master layout vào trong cái file index này. Anh muốn kế thừa cái file layout này. File layout này. Đó. Thì anh sẽ chứng tỏ ném nó vào đây, chạy vào đây. Chúng anh sẽ ném nó vào đây. Bằng cái đường dẫn là layout chấm master. À, thì giờ như thế này thay đổi thì chúng ta cũng sẽ ok chưa? Lúc này chúng ta chạy lên này. Thì chúng ta sẽ nhận được một cái layout nó như thế này. Anh đang CSS. Các bạn mà ở đây nó đang chưa, khi mà tôi quận này, chưa đúng với ý của anh rồi. Quay trở lại đây nhá. Chúng ta sẽ có được cái layout như thế này. Top left. Đó, quản lý thì master sẽ clear left. Đó, vấn đề của chúng ta xử lý khi click vào đây thì nó sẽ phải chạy lên như đây, như thế này. Thì đơn giản thôi, để xử lý được việc đó thì chúng ta sẽ bắt sự kiện khi mà nó không tràn lên click vào cái class này. Các bạn chưa cần quan tâm cái này vụ đây, thì chúng ta sẽ sử dụng event trong cái map file này. Chúng ta viết như thế này: nếu mà người click vào thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ set cái back to top đó về cái vị trí không, thì tôi sẽ set cái animate cho cái body và html với cái thuộc tính. Chúng ta quay trở lại cái master không top, tôi set nó bằng không. Chúng ta có thể set các menu ở đây như thế này, tôi sẽ chạy lên. Đó. Ví dụ đây là trang quản trị của chúng ta, chúng ta sẽ có phần dashboard chạy lên này. Đó. Post. Đó. Chúng ta sẽ có các phần như là đó, kiểu như vậy. Product. Vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn để dùng một cách để có thể tạo ra cái đó. Sau đó chúng ta sẽ có các phần như là đơn giản. Category, một vài dòng code như thế này. Đấy. Là các bạn đã có thể ứng dụng nó trong cái website của mình. Đó, các bạn hãy thử làm nó trên máy tính. Chúc các bạn học tốt. User.